Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 27 tháng Giêng 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 2 phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam. Trước sự khổ, sự ác, những động lực khiến cho ông cầm bút và những sự lựa chọn khốn khổ của thế hệ cha anh do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Vâng, thưa anh, như anh nói là cái cảm xúc nó vẫn còn, cái suy nghĩ nó vẫn còn, nhưng mà cái phản ứng giữa anh mà anh lý giải cái chuyện nó như thế nào, chẳng hạn như là anh có bao giờ nghĩ về cái những cái việc bố anh làm hay những việc mẹ anh làm, hoặc là những cái việc chẳng hạn như là cái người du kích mà anh nói là đem súng để mà chung chữ để mà giết người, anh có tự đan lại để mà anh giải thích mỗi lứa tuổi nó mỗi khác nhau, ở cái lúc mà khi mà anh nhìn thấy cái xác chết là anh suy nghĩ về nhà, anh nghĩ có nghĩ là tại sao mình chết, cái ác nó nằm ở đâu? Thưa anh, quả thì tôi không có đủ sức, nhưng luôn luôn tôi đặt ra vấn đề, tại tôi đặt cho vấn đề cho đến hiện tại với chiến tranh ở Ukraine với nước Nga, tôi đặt ra vấn đề tại sao ông Putin không làm. Mà nếu đứng về mặt luận lý, chắc chắn không ai khởi động cái chiến tranh đó hết, cho dù một người có một lý trí bình thường thôi đó. Thành thì cũng giống như tôi vừa làm những cái tài liệu Mao Trạch Đông giết một lần từ 49 đến 78 triệu người, Stalin 20 triệu, Pol Pot 1 triệu. Và cũng lạ nữa, cái ông Hồ Chí Minh kia, ông giết bao nhiêu người mà không ai kể hết. Như vậy sự ác nó tiềm ẩn trong tất cả mọi chuyện. Bà bảo rằng Hồ Chí Minh là ông ác theo nghĩa bình thường thì chắc không hợp lý. Mà đâu phải một lần, ông có cải cách ruộng đất năm 53, ông có mậu thân năm 68 đấy, ông có chính sách, ông có suy nghĩ, ông có sách lược, ông có chương trình, ông có kế hoạch, mà đâu phải mình ông á, mà nó nằm ở trong cái kế hoạch chung của đề tăng quốc tế, nó nằm ở những ý chỉ thị từ Bắc Kinh, thì mới bảo rằng Mao Trạch Đông là cái kẻ sát nhân bình thường, nó vô lý quá. Mà trận đó ông giết lần 49 triệu, trời đất ơi, là bằng quân số nước Pháp. Mà đến giờ này người Hoa, từ 70 đến 80% người Hoa vẫn bảo rằng ông Mao Trạch Đông đã làm một động tác đúng để cứu nước Trung Hoa sang tử. Thưa với anh Phan Lê Dũng và thưa quý vị, những cái câu hỏi này nó vượt ra khỏi cái khả năng của tôi. Nhưng mà tôi cứ canh cánh trong lòng, canh cánh để hỏi tại sao có sự ác như vậy, sự ác nó bao trùm. Rồi cuối cùng tôi phải nhờ đến một cái lý giải của đạo Phật. Sự ác nó chập trùng, sự khổ nó chập trùng, sự khổ là dukkha, không phải khổ thế này khổ thế khác, khổ vì lý do A lý do B, khổ vì thiếu vì đói, không, tôi hạnh phúc cũng khổ nữa, quay chừng nữa ở trong đó. Thành thử tôi chỉ có nghĩ rằng ta chỉ có một bậc đại giác Phật Thích Ca Mâu Ni, ông thấy ra sự ác đó, sự ác nó chập trùng, sự khổ nó chập trùng. Và có thêm một người nữa, tức là tôi đã nói con người chứ tôi chưa nói đến cái đấng về đấng tôn giáo, đó là đấng người Jesus Nazareth ở trên cái thập tự ác. Một người 33 tuổi bị chết, không có làm cái chuyện gì xấu hết, cả cuộc đời của con người gọi là Jesus Nazareth không làm chuyện gì xấu, mà bị một cái chết tàn khốc như vậy, đóng đinh rồi phơi khô rồi chết khác, mà dưới này mẹ mình đứng chứng kiến, thì tất cả cái đó đây là gì? Nếu không nói gọi là sự ác nó bao trùm. Ông là tự bảo là nhân chi sơ thánh bổn thiện, nhưng cũng có người bảo nhân chi sơ thánh bổn ác. Nhưng điều này nó vượt ra khỏi cái khả năng của tôi. Chỉ ác là tôi luôn luôn đặt vấn đề tại sao như vậy, tại sao mà tôi phải viết. Thưa vị, nó không ghê gớm gì hết, viết là viết cho chính mình, để giải thích cho chính bản thân mình mà thôi. Được hay là phần nào thì hay là phần này. Vâng, thưa anh vừa nói là cái ác thì nó bao trùm, mà cái mình không biết đâu mà gọi là giới hạn của cái chuyện đó cả. Nhưng mà bây giờ mình đi ngược lại, vẫn cái chuyện mà những cái năm tháng anh ở đó và những cái sự kiện anh chứng kiến,
Bây giờ mình nói cái đó trong vòng cái nhỏ hẹp của một đứa bé, cái sự suy nghĩ lúc đó anh có bao giờ anh suy nghĩ giữa cái mà mình gọi là chẳng hạn như là chánh và tà, ác và không ác, và những cái bên này hay bên kia, hay tại sao có những chuyện đó? Cái đó trả lời anh Dũng có khả năng, và hình như cũng không có đặt ra vấn đề nữa, không đặt ra vấn đề vì tôi nhớ khi mà bố tôi tới cái làng quốc đó thì cái người giao liên bảo rằng bây giờ chị đi qua bên kia nghe là đi về Huế lại liền đó. Thế ông ấy không có cái phản ứng gì hết, không có lựa chọn gì hết. Vì tôi bây giờ tôi nhớ rằng nếu ông đi về Huế thì chắc chắn ông cũng tồn tại được, không ai cho ông sống được hết. Thành thử mà không phải một mình cá nhân bố tôi đã sinh 1916, và đó là cái tình hình chung của những người sinh 1920, và có thể sớm rủa đó là tình hình của chung của những người sinh 1930. Người ta không còn cái đường chọn lựa nào khác, và đó là cái bi kịch của cái thế hệ sinh 1930. Người ta còn nếu đi theo Việt Minh thì người ta không an tâm, và người ta không thể chấp nhận được. Đó là trường hợp của Tạ Tị, đó là trường hợp của ông Hà Tự Nhân, đó là trường hợp của ông Phạm Duy, đó là những người dân tề về Hà Nội. Mà nếu ở lại thì đó là trường hợp của Hữu Loan, đó là trường hợp của Trăng Dần, đó là trường hợp của Lê Đạt. Đó là tôi kể những người ở ngoài Bắc, ở một bên ở miền Trung chắc cũng rơi vào cái tình trạng bế tắc như vậy. Và ở trong Nam, những người bị ông Trần Quang Giàu thanh toán, đó là những cái người giỏi nhất, đó là ông Trần Văn Thạch, đó là ông Hồ Văn Ngà, đó là Đức Giáo Chủ Huỳnh ở Huỳnh Phú Sổ, 1931. Đó, những người đó người ta không thể nào đi theo Việt Minh được, nhưng mà người ta không đi theo Việt Minh thì nhận bị thanh toán. Thì không phải là một cá nhân ông già tôi, ông Phan Văn Trình sinh 1916, mà những người sinh 1920, những người sinh 1930, những năm đó đã bị rơi vào trong tình trạng đó. Tuy nhiên những điều đó sẽ sau này mình đã biết, và tình trạng đó đến những năm 60 thì những người thế hệ sinh 40 của tôi cũng sẽ bị đây là bị rơi vào. Thành thử theo tôi đây là một cái không giải quyết được, không giải quyết được, mà ai giải quyết được thì cái đó thì nó vượt ra khỏi cái khả năng và cái suy luận. Và tôi nói thật với anh Phan Anh Dũng, đến bây giờ những người như gọi là Tổng thống Putin, là Tổng thống Mỹ rồi vậy rồi, cũng vô phương. Và đó là cái chế của Kennedy, đó là sự hạ bệ của Nixon, đấy, đó là sự thất bại của Trump. Vâng. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình chúng tôi xin tạm ngưng đây và xin hẹn gặp quý vị vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.